Đây là những hình ảnh ghi nhận khái quát về cung điện hoàng gia Campuchia. Kiến trúc Phật giáo các nước theo truyền thống nguyên thủy luôn có những nét khác biệt, độc đáo với những điểm rất riêng, khó có thể hòa lẫn với các truyền thống Phật giáo khác. Đó là sự cầu kỳ, tinh tế và tỉ mỉ trong đường nét, sự pha trộn hài hòa giữa các bản màu, vẻ cân đối và mỹ quan trong bố cục tổng thể. Dường như hình thức hoàng mỹ bên ngoài bao giờ cũng có tác động ít nhiều đến nội tâm bên trong. Những đỉnh tháp nhọn chập trời, những mái ngói xếp lớp nhiều tầng, những phù điêu chạm nổi trên tường luôn là những điểm nhấn quan trọng ở đây. Quần thể cung điện hoàng gia là một tập hợp gồm các tòa nhà kiến trúc sang trọng và diễm lệ, được dựng xây từ hơn một thế kỷ trước, chủ yếu là để phục vụ các nhu cầu sinh hoạt trong đời sống thường nhật của quốc vương và hoàng tộc. Ngoài ra, nó còn là nơi để nhà vua Thiết Triệu tiếp đón các quan chức ngoại giao nước ngoài hay thực hiện các nghi lễ long trọng thường niên của hoàng gia. Hình thành từ năm 1866, sau khi vua Norodom dời đô từ Udon về Phnom Penh, cung điện được xem là biểu tượng quyền lực nhất của đất nước. Theo đó, nó còn là nét kiến trúc chủ đạo và độc đáo của nước này. Trong cung điện hoàng gia còn có một ngôi chùa cực kỳ sang trọng, đó là chùa Bạc. Đôi khi người ta gọi đó là chùa Vàng, chùa Phật Ngọc hay Phật Ngọc Bảo. Sở dĩ chùa được gọi tên như vậy vì toàn bộ nền chùa được lót hoàn toàn bằng 5.000 viên gạch bằng bạc, mỗi viên nặng 1 ký. Ngoài ra, trong chùa còn có tượng Phật bằng vàng, trên thân có trang sức thêm 9.584 viên kim cương. Chánh điện chùa còn là nơi trưng bày nhiều tháp nhỏ bằng vàng, nhiều tượng Phật bằng bạc và đồng cùng nhiều hiện vật giá trị khác.